Thứ nhất là một bạn tương tác phần chat xem là thầy nói có nghe được không đấy. Nghe. Thứ nhất là bạn Mai Thảo, bạn Thu Trang và bạn Minh Tâm đâu nhỉ? Và thầy hỏi từ nãy giờ mà không thấy đâu cả. Thì bảo điểm danh từ đấy thì giờ mới thấy ở đây. Thứ nhất là chuẩn bị nhá, thầy sẽ cho em trình bày. Để có căn cứ đánh giá một cách tổng thể. Thứ nhất là bài làm nhiệm vụ của thầy này, thứ hai là bài làm xét miễn thi này. Và phần vấn đáp này nữa, để cho đủ căn cứ. Thầy đang thách thức ai nhiều là thầy đang cân nhắc một cái mức điểm cao hơn cho người đó đấy, chứ không phải là gì đâu. Còn thầy đã không hỏi thì có nghĩa là thầy nghĩ là trường hợp đó hết khả năng rồi, nên là không khai thác được thêm, không cân nhắc được cái mức cao hơn thì là thôi đấy. Nếu mà học trên lớp mà cũng đi được khoảng độ 1 phần 2 hay là 1 phần 3 lớp như thế này thì khi mà thi thì nó cũng đỡ vất vả nhỉ. Ôn thi cũng đỡ vất vả nữa. Bây giờ đi được khoảng độ một nửa hay là 1 phần 3 như vậy là cũng là đông đủ đấy rồi. Chứ mà cái tình hình học trên lớp lác đác như thế thì thầy nghĩ là thi cử rất là khó khăn đấy. Rất khó khăn đấy. Không nhồi nhát được đâu. Quan phong cách học và thi của nhiều môn nên là có cái tính cách kiểu đó thì không ổn rồi. Học kiểu đó thì là một cái kiểu học mà chỉ có cốt lấy được cái bằng thôi, chứ còn kiến thức thì không cần quan tâm. Ra thị trường lao động thì rất là khó khăn đấy. Thì thầy đã cho thời gian để các bạn tư duy tìm hiểu cái bài giảng trực tuyến hướng dẫn liên quan đến cái phần hướng dẫn của thầy cho câu 5 và câu 9 của nhiệm vụ 2 chương 5. Đây, phần câu hỏi bài tập này. Đây là câu 5. Còn đây là câu 9, và lưu ý rằng là chương trình của chúng ta là chương trình liên thông với các cái chương trình của các trường uy tín trên thế giới, họ đào tạo về kinh tế học vi mô. Và cái câu số 9 này là câu thầy dịch từ một cái đề thi gần nhất của họ. Tức là các bạn du học sinh ấy, hiện nay đang thảo luận và đang thi cái câu này. Họ đang du học ấy. Đảm bảo rằng là cái những gì các bạn đang học ở đây là có sự liên thông với các cái chương trình uy tín ở nước ngoài. Và hai câu này thì nó liên quan đến vấn đề về kinh tế học trong luật môi trường.
và vấn đề thiết lập các cái chính sách pháp luật không chỉ đơn thuần là vấn đề về 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 mặt lập pháp đâu, mà phải là phân tích kinh tế đằng sau các chính sách pháp luật cơ. Và cái gốc về mặt kinh tế phân tích tác động đối với hành vi của doanh nghiệp là vấn đề quyết định khi cân nhắc một cái chính sách, một cái chính sách pháp luật, chứ không phải đơn thuần là nghiên cứu về mặt pháp luật đâu. Nghiên cứu sâu hơn rất là nhiều là chính sách đó nó tác động như thế nào. Đây là bản tiếng Việt thầy đã dịch rồi nhé. Còn cái bản gốc tiếng Anh thì thầy không thầy bỏ phần bản gốc tiếng Anh. Chú ý rằng cái câu này thì đều hai câu liên quan đến kinh tế học trong luật môi trường. Bà dịch từ cái đề thi của bác, các bạn đang du học sinh ở các cái trường uy tín này, đảm bảo các những gì các bạn học là đều liên thông với thế giới hết, không có cái chuyện là chúng ta học một cái chương trình cũ kỹ nhé, thầy không có cách tiếp cận đó. Và khi mà các bạn nghiên cứu khoa học liên quan đến luật môi trường ấy, thì cái hướng nghiên cứu liên quan đến phân tích tác động và phân tích kinh tế của luật môi trường là một hướng nghiên cứu của đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên rất là hay đó. Đấy là một cái lợi thế đặc biệt đấy. Nó sẽ nổi trội hơn các cái đề tài thuần về pháp luật. Đó. Và như thầy nói là cái giáo trình của chúng ta học là một giáo trình dẫn đầu của hai tác giả. Một tác giả vừa là giáo sư luật học và vừa là giáo sư về kinh tế học. Tác giả thứ hai là giáo sư về kinh tế tài chính. Đều những cái trường hàng đầu hết. Đầu tiên là thầy mời bạn Thảo xem nào, em bật mic này xem nào. Bạn Mai Thảo xem nào, cho em cái cơ hội trình bày cái câu số 5 này xem nào. Có nghe thấy thầy không nhỉ? Bạn Phan Lê Mai Thảo này. Bạn Phan Lê Mai Thảo có đó không nhỉ? Thầy gọi lần thứ này là lần thứ tư rồi đấy. Và thầy cho qua luôn đấy. Thầy đang cân nhắc cho trường hợp của em đấy. Rồi qua luôn nhé. Bạn Thu Trang đâu nhỉ? Qua luôn là mất cơ hội đấy. Dạ có thầy. Kiểm tra lại cái mic cho nó tử tế để cho nó vang nhé, để trình bày này. Thì quy trình trình bày là đầu tiên là đọc cái đề cho rõ lên cái. Bước 1 là đọc đề cho rõ. Sau đó là thầy sẽ chiếu cái bài làm của em đang gửi đây, thầy đang trước mặt đây, thầy chỉ vừa scan xong. Trong quá trình đó thì thầy có góp ý. Rồi, bây giờ thầy đánh dấu thứ nhất là bạn Thu Trang là trình bày câu này. Đây là căn cứ xét miễn thi, vừa là căn cứ ghi nhận sao luôn đấy. Rồi em trình bày câu, đọc đề câu 5 xem nào. Dạ.
câu 5. Nó vang thế nhỉ? Nói một lần nó vang, nó bị mấy lần thế hả? Được chưa? Chỉnh lại được chưa? Dạ luôn. Dạ được chưa? Ừ, đấy, nó còn đỡ hơn hẳn đấy. Lý do vì sao vậy? Dạ, tại cái mức quen em cũng không biết. Ừ. Đó, trình bày xem nào. Dạ. Câu 5, tác động của chi phí xả thải đối với lựa chọn yếu tố đầu vào của nhà máy luyện thép thì các hàng Titanic. Taconic trong chất thải của các nhà máy luyện thép có thể gây hại cho cây cối và các loài cá. Cơ quan bảo vệ môi trường đã áp dụng phí xả thải, phí được tính trên một đơn vị chất thải mà các nhà máy luyện thép xả xuống sông. Lãnh đạo nhà máy luyện thép sẽ phản ứng như thế nào để tối thiểu hóa chi phí? Câu A là vẽ biểu đồ với trục công là vốn, số giờ sử dụng máy móc trên tháng, trục hoành là nước thải, số gallon trong một tháng. Câu B, minh họa điểm A là điểm tối thiểu hóa chi phí khi doanh nghiệp không phải chịu chi phí cho việc xả thải xuống sông. Câu C là minh họa hình dáng đường đẳng phí mới khi doanh nghiệp phải chịu chi phí cho việc xả thải xuống sông. Câu D, minh họa điểm B là điểm tối thiểu hóa chi phí khi doanh nghiệp phải chịu chi phí cho việc xả thải xuống sông. Nhận xét về công nghệ sản xuất mới. Câu F, tại sao nói mức độ thay thế càng lớn doanh nghiệp phải trả càng ít? Ừ. Thì cái vấn đề liên quan đến môi trường là vấn đề không chỉ là thế giới mà vấn đề rất là sốt dẻo, vấn đề rất là nóng hổi ở Việt Nam. Ở Việt Nam thì sau cái vụ việc môi trường á, ví dụ Vedan hoặc là một loạt các vụ việc môi trường nghiêm trọng ấy, thì mình còn quan tâm đến mức độ là thành lập cả một cái cục cảnh sát về môi trường cơ. Thì cái vấn đề này là vấn đề đặc biệt quan tâm, tuy nhiên thiết lập một cái chính sách pháp luật liên quan đến vấn đề về bảo vệ môi trường ấy, thì bằng cái công cụ kinh tế đó là cái phí xả thải ấy. Thì đấy là một công cụ điều tiết. Để điều chỉnh cái hành vi của doanh nghiệp. Đó. Căn cứ trên cái quy luật thì có thể tác động tới hành vi của doanh nghiệp thông qua một cái công cụ là phí xả thải. Và đây cũng là căn cứ để thiết lập các cái chính sách về luật môi trường. Thì tiên giờ thầy chiếu cái bài của em với cả bạn Mai Thảo xem như nào nhé. Đây. Đầu tiên là câu A là người ta yêu cầu là cái gì nhỉ? Câu A yêu cầu cái gì? Dạ câu A là vẽ biểu đồ. Biểu đồ. Thì giờ thứ nhất thầy tô lại cái đường màu đỏ này. Xem này em bảo nó là cái đường gì nhé. Màu đỏ này là đường gì đấy? Có thấy đường màu đỏ thầy vừa tô không? Dạ thầy là đường đẳng phí. Đường đẳng phí. Thì lưu ý rằng là như vậy này, thầy đã bắt đầu cái chương
4 chương 5 là chương nó liên quan đến cái mô hình giải thích hành vi của người tiêu dùng hay là của doanh nghiệp đấy, chương 4 chương 5. Chương 4, chương 5 thì là mô hình giải thích hành vi của người tiêu dùng hay là của doanh nghiệp. Dạ, hay là giải thích hành vi của người tiêu dùng. Chương 4, chương 5 cơ mà. Chương 4 là chương sản xuất, chương 5 là chương chi phí. Dạ, của nhà sản xuất. Ừ, cái nhà sản xuất của doanh nghiệp. Còn chương 3 thì nghiên cứu mô hình giải thích hành vi của cái gì? Dạ, hành vi của người tiêu dùng. Ừ, của người tiêu dùng. Và khi bắt đầu môn học thì thầy nói rằng là cái hiểu biết về hành vi của người tiêu dùng nó rất là quan trọng. Khi mà chúng ta làm việc cho một cái siêu thị gì thì có cái biện pháp hiểu hành vi của người tiêu dùng để có ảnh hưởng đến cái đến người tiêu dùng gì, đúng không? Đây là chương 3. Còn cái chương 4 và chương 5 thì nghiên cứu cái mô hình giải thích của doanh nghiệp. Thì các bạn hình dung rằng là Việt Nam thì có hàng triệu doanh nghiệp. Đấy. Còn người tiêu dùng thì 90 triệu dân, hình dung không? Nguyên cái nội hàm của ba chương này nó bao quát đến cả một cái khối lượng rất là rộng lớn này, có đúng không? Nguyên doanh nghiệp thì có hàng triệu doanh nghiệp. Còn người tiêu dùng thì đến 90 triệu dân là người tiêu dùng. Tức là đây là các vấn đề rất là cơ bản và cốt lõi của kinh học đấy. Và cái cuốn giáo trình mà các bạn đang có mà thầy đang sử dụng ấy thì là nó có những cái nội dung của chương trình sau đại học nữa cơ. Và thầy nói là cái tác giả của cuốn đó là vừa là giáo sư luật học nên là nó sẽ là một cái tài liệu tham khảo tốt cho các bạn nghiên cứu pháp luật mà muốn phân tích góc độ kinh tế của pháp luật. Đặc biệt là làm đề tài nghiên cứu khoa học, luận văn, thạc sĩ hay tiến sĩ gì đó cũng cần phải tham khảo cái cuốn đó. Hoặc là mai sau học cao học ấy thì sẽ có các vấn đề chuyên sâu. Thì đó là kinh tế học lương cao cũng đều sử dụng cái cuốn giáo trình đó. Tuy nhiên thì cái vấn đề về kinh tế học vi mô cơ bản ấy thì đang tiếp cận các vấn đề rất là cốt lõi. Đó. Rồi. Thì thầy nói rằng là cái mô hình giải thích của nhà sản xuất và người tiêu dùng thì có rất nhiều điểm giống nhau, đúng không? Đúng đấy không Trang? Dạ đúng thầy. Ừ. Thầy nói là bắt đầu của cái mô hình giải thích hành vi tại doanh nghiệp thì cái cách tiếp cận của cái mô hình giải thích hành vi của doanh nghiệp và nhà sản xuất thì nó khá tương đồng với cái cách tiếp cận trong cái mô hình giải thích hành vi người tiêu dùng. Từ cách tiếp cận và gì có điểm sẽ giống nhau. Thì buổi sau thầy sẽ trao đổi kỹ xem là nó giống như thế nào. Tuy nhiên bây giờ thầy sẽ trao đổi một vấn đề liên quan đến cái khác này. Thì em thấy rằng là trong cái mô hình giải thích người tiêu dùng ấy thì cái đường màu xanh thì nó gọi là cái đường gì? Trong mô hình giải thích hành vi của người tiêu dùng ấy thì đường màu xanh gọi là đường gì? Đầu tiên là thứ nhất, bây giờ hiện nay trong mô hình giải thích hành vi của nhà sản xuất thì đường màu xanh này là đường gì cái đã? Dạ thầy, là đường đẳng lượng. À, đường đẳng lượng. Đường đẳng lượng. Đẳng lượng là đường như nào? Dạ thầy, là thể hiện sản lượng. Thứ nhất là một đường là tập hợp của nhiều điểm, đúng không? Dạ.
Thầy đang gợi ý đấy, đường là tập hợp nhiều điểm và mỗi một điểm là một cái phương án tổ chức sản xuất gì, đúng không? Dạ. Mỗi một điểm là một cái phương án tổ chức sản xuất mà cùng tạo ra một mức sản lượng là như nhau, đúng không? Ở đây là có rất nhiều các phương án, mỗi một điểm đây này là một cái phương án tổ chức sản xuất và cùng tạo ra cái mức sản lượng ở đây là bao nhiêu nhỉ? Chú ý nhé, đây là một cái đường đẳng lượng và một đường thì tập hợp của nhiều điểm, và mỗi một điểm là một cái phương án tổ chức sản xuất kết hợp của các yếu tố đầu vào để tạo ra một cái mức sản lượng đó. Tuy nhiên trong cái mô hình giải thích hành vi người tiêu dùng thì có một cái đường tương tự như này, nó gọi là đường gì nhỉ? Cũng đường cong lồi với góc tọa độ này, nó gọi là đường gì? À. Như vậy là đi thi thì không 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 con chưa đạt yêu cầu đâu. Để thi nó yêu cầu với sự thành thạo rất là cao. Đường tương tự này thì trong lý thuyết hành vi người tiêu dùng gọi là đường bàn quan nhé. Dạ. Đường bàn quan là một đường thể hiện cái sở thích của người tiêu dùng, đúng không? Và em nhớ rằng là trong quá trình thực hành thì thầy cho các bạn thể hiện cái đường bàn quan của người có cái sở thích khác nhau gì. Ví dụ như là một người thì sẵn sàng đánh đổi 2 điểm về điểm camera để có 1 điểm về dung lượng đối với thị trường iPhone chẳng hạn, thì cái đường bàn quan của người đó sẽ khác. Ví dụ không? Hoặc là có những người thì sẵn sàng đánh đổi 3 điểm về kiểu dáng để có 1 điểm về đối với thị trường đi mua ô tô đấy, thì nó sẽ có một bàn quan khác. Hình dung không? Đó. Thế nên là đường bàn quan nó thể hiện sở thích. Đó. Và trong cái mô hình giải thích của hành vi người tiêu dùng ấy, thì đường màu đỏ nó gọi là đường gì? Dạ, thầy là đường ngân sách. À, đường ngân sách, rồi. Trong cái mô hình giải thích hành vi của người tiêu dùng ấy, thì gọi là đường ngân sách. Và chú ý rằng là liên quan đến mô hình giải thích hành vi người tiêu dùng thì thầy đã thực hiện cho các bạn thực hành rất là nhiều. Nó liên quan đến vấn đề là cái mục tiêu của cái người tiêu dùng là như nào nhỉ? Một ngân sách cố định, tức là cái đường màu đỏ là cố định nhé. Đúng không? Yeah. Đường màu đỏ cố định, tuy nhiên người ta ví dụ như là một gia đình... Thầy đã cho các bạn chứng minh một cái quan điểm của thầy Lê Thẩm Dương là 5 triệu đem lại mức độ hạnh phúc, mức độ thỏa mãn, mức độ hữu dụng cao hơn 100 triệu. Tận cùng một vấn đề là vấn đề chi tiêu. Biết cách chi tiêu thì cái mức độ hạnh phúc, mức độ hữu dụng, mức độ thỏa mãn sẽ cao hơn cái gia đình mà có thu nhập 100 triệu. Cái trình độ chi tiêu nó quan trọng đến mức độ như thế đấy. Chứng minh quan điểm của thầy Lê Thẩm Dương bằng cái lý thuyết về giải thích hành vi người tiêu dùng. Đó, chỉ ra các điểm trên đồ thị. Đó. Hoặc là thầy có đề cập đến là sinh viên phân bổ thời gian. Đó, như thế nào? Thì nó quyết định đến mức độ thành công của người đó. Ví dụ như là họ ra một cái quyết định là chọn học 2 giờ ngày hôm nay với thầy Vũ Quang Mạnh chẳng hạn, môn kinh tế học vi mô chứ không phải là đi làm chuyện tào lao. Cái chuyện phân bổ thời gian là quan trọng, nó sẽ quyết định thành công của người đó. Thành công ở đây thì trong cái tình huống đó thầy định nghĩa rõ rồi. Thành công là thị trường lao động người ta hướng tới kỹ năng, thái độ và kiến thức. Trong đó kiến thức thì không thể là cái kiến thức
mớ lý thuyết cơ bản được mà nó phải vận dụng được trong các bối cảnh và tình huống khác nhau cơ. Đó. Phân bổ thế nào? Suy cho cùng bài toán phân bổ là bài toán quan trọng đấy. Người tiêu dùng mà biết phân bổ ở ngân sách cho các loại hàng hóa một cách phù hợp, thông minh ấy, thì nó đem lại mức độ hạnh phúc, mức độ thỏa mãn, mức độ hữu dụng rất cao cho gia đình đó và ngược lại. Đó. Như vậy là đối với tình huống liên quan đến lý thuyết hành vi của người tiêu dùng ấy, thì mục tiêu là cái gì tối đa nhỉ? Mục tiêu là cái gì tối đa? Đối với người tiêu dùng thì mục tiêu là với một ngân sách cố định thì cái gì tối đa? Ví dụ như tất cả các bạn trong có một ngân sách như nhau nhưng mà trình độ chi tiêu của mỗi người khác nhau nên là cái mức độ hạnh phúc của gia đình đó khác nhau. Tức là giữa tiêu dùng thông minh ấy, thì mục tiêu của cái người tiêu dùng là cái gì tối đa? Dạ, hay là sự thỏa mãn. Sự thỏa mãn, mức độ hạnh phúc, mức độ hữu dụng là tối đa thì đúng không? Sao nó cứ sượt sượt ồn ào nhỉ? Hả? Giờ này nhá, giờ này cái đối với lý thuyết hành vi người tiêu dùng ấy thì tối đa là tối đa cái đường màu xanh này này. Theo em là người tiêu dùng muốn đường đường nào? Họ muốn đường số 1, đường số 2, đường số 3, đường số 4 hay đường số 5? Dạ thầy là đường số 5. Họ muốn đường bàng quan cao nhất có thể gì đúng không? Dạ. Có khi nào mà họ chọn đường số 6 này không? À. Dạ không ạ. Có các phương án tiêu dùng này, phương án thứ nhất này, phương án này là phương án thầy gọi là phương án A này. Phương án này là phương án B này. Phương án này phương án C này. Thì thứ nhất là các phương án A, B, C với ngân sách là như nhau gì? Dạ. Cùng là ngân sách như nhau tại vì nằm cùng trên đường ngân sách. Tuy nhiên cái phương án B và phương án C thì đem lại mức độ hữu dụng thế nào? Với phương án A, cái nào đem lại mức độ hữu dụng, hạnh phúc và thỏa mãn cao hơn đấy? Dạ, phương án A cao hơn. Phương án A cao hơn. Rõ ràng là cùng với ngân sách như nhau nhưng mà cái phương án về chi tiêu, phân bổ cho các loại hàng hóa nó quyết định đến mức độ hạnh phúc, mức độ thỏa mãn, mức độ hữu dụng. Và mục tiêu của người tiêu dùng là cái đường màu đỏ là cố định về ngân sách. Người ta muốn cái đường màu xanh cao nhất có thể. Cao nhất thì ai cũng thích nhưng mà vấn đề là có thể trong giới hạn ngân sách đó. Tuy nhiên với một ngân sách là đều là đường màu đỏ nhưng mà có những cái phương án chi tiêu thì đem lại mức độ hữu dụng thấp hơn rất nhiều. Đó. Bây giờ thầy quay lại vấn đề liên quan đến cái lý thuyết hành vi của nhà sản xuất. Quay lại. Thì trong cái lý thuyết giải thích hành vi của nhà sản xuất của doanh nghiệp ấy thì cái đường màu đỏ này gọi là đường gì? Không còn đường ngân sách nữa. Đó gọi là đường gì? Đường đặng phí. Đường đặng phí. Và cái đường màu xanh thì nó không còn gọi là đường bàn quan, nó gọi là đường gì? Dạ, đường đẳng lượng. Đường đẳng lượng. Và bây giờ cái câu chuyện ở đây, ở trong cái tình huống này là như vậy này. Câu chuyện bây giờ là nhà sản xuất áp đặt một cái mức sản lượng nhất định. Ví dụ như là một công ty sản xuất TV đi, áp dụng một năm xác định chỉ tiêu là sản xuất 1 triệu chiếc. Cái đường màu xanh là sẽ là cố định. Tuy nhiên cái câu chuyện ra là cách thức tổ chức sản xuất như thế nào để sản xuất ra 1 triệu chiếc TV đó.
Thì bây giờ thầy thử vẽ thử các cái phương án tổ chức sản xuất này xem là phương án nào là các phân bổ tổ chức sản xuất tối ưu đấy. Đó. Thứ nhất là thầy gọi điểm này điểm A này. Điểm này điểm B này. Điểm C. Thì thứ nhất là các phương án tổ chức sản xuất A này, B, C thì có tạo ra mức sản lượng khác nhau hay giống nhau? Dạ, mức sản lượng giống nhau. À, cùng tạo ra một mức sản lượng là như nhau. Tuy nhiên cái câu chuyện đặt ra là trong ba phương án A, B, C thì phương án nào mà với chi phí thấp nhất đây? Dạ, phương án A. Ừ, phương án A là phương án tối ưu, là phương án với chi phí thấp nhất. Cùng tạo ra mức sản lượng như là B, C nhưng mà chi phí là thấp hơn rất nhiều do cách tổ chức sản xuất cho các yếu tố đầu vào. Đó. Vấn đề nào ở chỗ đấy đấy. Bây giờ như vậy là trong cái tình huống này thì bây giờ doanh nghiệp muốn sản xuất 1 triệu chiếc TV mà muốn sản xuất theo bình thường này còn như này thì sao? Có được không? Sản xuất theo đường số 1 này được không? Dạ không ạ. Ừ, không được, đúng không? Dạ. Đường số 1 thì thấp hơn đường số 2 về mặt chi phí đấy, đúng không? Dạ. Tuy nhiên sẽ không tạo ra mức sản lượng như yêu cầu. Có nghĩa là đối với người nhà sản xuất thì họ muốn cái đường màu đỏ này là phải thấp nhất có thể gì? Đúng không? Dạ. Ừ, đó. Trong khi cái lý thuyết hành vi của người tiêu dùng thì họ muốn đường nhanh cao nhất có thể, đúng không? Đó là sự khác biệt cơ bản đấy của hai mô hình đấy. Hình như đấy là cái sự khác biệt cơ bản của cái mô hình giải thích hành vi của người tiêu dùng và nhà sản xuất. Bây giờ trong tình huống này thì trong cái lĩnh vực sản xuất này là sản xuất cái gì nhỉ? Sản xuất thép gì, đúng không? Thì đúng không? Dạ. Nhà máy sản xuất thép thì có hai vấn đề. Thứ nhất là vấn đề về vốn. Thứ hai là nó sử dụng rất nhiều là cái vấn đề về nước và nước thải. Để tạo ra một cái sản lượng nhiều thép thì phải hy sinh môi trường và vấn đề là phải thải ra môi trường và nước thải. Nên là nước thải trong tình huống này nó như là một cái yếu tố đầu vào chứ không đơn thuần là vốn và lao động như cái mô hình của hàm sản xuất đâu, em hình dung không? Dạ. Vận dụng rất linh hoạt đấy. Ví dụ quy nếu mà thông thường thì là một hàm sản xuất theo hai biến K và N. Và thầy đã nói rằng là các yếu tố sản xuất thì có cả hàng triệu yếu tố. Tuy nhiên kinh tế học có tài hoa ở cái là họ gom thành hai thứ, tuy nhiên mức độ đại diện vẫn là K, vẫn trên 95%. Các yếu tố sản xuất nếu mà liệt kê nó có cả triệu yếu tố, tuy nhiên kinh tế học nó gom thành hai thứ thôi. Thứ nhất là vốn và lao động. Vốn là gì? Là nó có nội hàm của nó, chứ không phải vốn là tiền nhé. Thì thông qua cái cách gom của kinh tế học thì cái mức độ đại diện của cái hàm sản xuất vẫn là trên 95%. Nó đơn giản hóa, tuy nhiên mức độ đại diện vẫn rất là cao. Đấy là cái tài hoa. Và vận dụng đa dạng vào các tình huống thực tiễn thì không chỉ đơn thuần là vốn và lao động mà trong tình huống này nó sẽ là gì nhỉ? Nó là thứ nhất nó là K và nước thải cơ. Nước thải trong tình huống này như là một cái yếu tố đầu vào. Hình dung không? Nước thải này. Thì bây giờ em trình bày câu A thầy nghe xem như nào. Trình bày liên quan câu A thì chỉ rõ các đường. Chỉ rõ các đường. Dạ thầy, đồ thị cách xử lý nước thải để tối đa hóa chi phí thì trục tung là
thể hiện vốn, số giờ chạy máy mỗi tháng và tuần hoàn là thể hiện nước thải, số ga lăng mỗi tháng. Và chú ý rằng là thầy đã trao đổi cả một buổi liên quan đến cái đơn vị đo của các yếu tố đầu vào là như thế nào đây. Đơn vị đo các yếu tố đầu vào nó phải thành tính như nào? Ê, vốn có phải đo bằng 100 tỷ như nhà máy không? Mà nó phải tính bằng dòng nhé. Dòng đây này. Đúng không? Yeah. Tính bằng dòng đầu vào đầu đó. Chứ không phải là cái hiểu thô thiển là vốn là cái số tiền đầu tư đâu. Yếu tố đầu vào cái đơn vị nó là cái gì quan trọng trong cái hàng sản xuất này. Được rồi, thứ nhất đây là các cái yếu tố đầu vào. Đã, tiếp đi xem nào. Chị đi tập trước lên. Dạ thưa thầy là mình vẽ đường đẳng phí là đường chi phí, thể hiện chi phí. Thì trên hình này màu xanh màu đỏ, chị đang trình bày thế nào chứ nhỉ? Trình bày về đây. Dạ đường đẳng phí là đường màu đỏ. Sau đó là vẽ. Đây là đường đẳng phí. Định nghĩa đường đẳng phí. Dạ thầy là đường đẳng phí mô tả kết hợp các yếu tố đầu vào với cùng mức chi phí ạ. Điều loại lần nữa. Đường đẳng phí mô tả kết hợp của các yếu tố đầu vào với cùng mức chi phí. Mô tả các kết hợp của các yếu tố đầu vào với cùng mức chi phí. Hay thầy nói cách khác là thầy sẽ định nghĩa đường đẳng phí theo cách đó là tập hợp của các cái phương án tổ chức sản xuất với cùng một mức chi phí. Đúng không? Dạ. Còn đường màu xanh sao? Dạ đường màu xanh là đường năng lượng. Định nghĩa đường năng lượng thế nào? Dạ thầy là đường đẳng lượng là đường thể hiện kết hợp các yếu tố đầu vào và đầu ra với cùng mức sản lượng. Kết hợp của các yếu tố đầu vào thôi, không có đầu ra. Dạ. Kết hợp của các yếu tố đầu vào đây này. Một điểm là kết hợp của hai yếu tố đầu vào này. Với cùng một mức sản lượng, ví dụ như sản xuất TV 1 triệu chiếc TV thì là kết hợp của bao nhiêu vốn và bao nhiêu lao động. Đúng không? Yeah. Và một điểm trên đường đẳng phí là phương án tổ chức sản xuất đấy. Nói lại xem nào. Dạ, đường đẳng phí. Kinh tế học có một cái đặc điểm là cái tính nhiều người thì nghe na ná cứ tưởng là đi thi là cũng làm được. Phúc khảo có tăng điểm đâu, toàn giảm điểm đó. Tại vì nguyên cái câu đấy là sai, làm toàn bộ. Nếu lại chính xác. Dạ, đường đẳng lượng là đường thể hiện tất cả kết hợp các yếu tố đầu vào cho ra cùng một sản lượng. Rồi. Ôi sao nó cứ xoẹt xoẹt thế nào mà ổn thế nhỉ? Thì coi xem nào. Một số bạn hình như không tắt mic hay thế nào. Rồi được rồi. Bây giờ câu B sao? Dạ, Minh Họa điểm A là điểm tối thiểu hóa chi phí khi doanh nghiệp không chịu chi phí xả thải xuống sông. Thì điểm A là giao điểm của đường đẳng lượng và đường đẳng phí. Giao điểm thì không ổn. Chứ giao điểm nó không ổn như thế nào? Nếu mà giao điểm thì thầy thì vừa nói là như nào? Cái điểm này cũng là giao điểm này, nhưng mà đâu phải là điểm tối ưu đâu. Thế này. Bây giờ thầy vẽ cho em các cái đường giao thì rất nhiều, nhưng đó không phải là điểm tối ưu. Ví dụ đây là điểm
H này, điểm này điểm G cũng là giao điểm đấy, của đường đẳng phí và đường đẳng lượng đấy. Tuy nhiên H và G thì có phải là điểm tối ưu không? Dạ không. Ừ. Nên là ý từ chính xác nó phải là gì nhỉ? Bây giờ phải giải thích rõ ràng trong cái câu mẫu B này. Tại vì là tiếp điểm chứ không phải giao điểm. Tiếp điểm. Tiếp điểm giữa đường giữa đường đẳng lượng và đường đẳng phí, đúng không? Chú ý nha. Nó là tiếp điểm, còn giao điểm thì nhiều. Điểm H, điểm G cũng là giao điểm đấy, nhưng mà nó không phải là cái phương án tổ chức sản xuất tối ưu. Điểm tối ưu phải là tiếp điểm cơ. Hình dung không? Dạ. Ừ. Rồi. Rồi câu C thế nào? Dạ câu C. Minh họa hình dáng đường đẳng phí mới khi doanh nghiệp phải chịu chi phí cho việc xả thải xuống sông. Ừ. À, dạ là mình vẽ lại cái đường đẳng phí mới là đường ED. Ừ. Và chú ý rằng là như vậy này, cái đường đẳng phí mới thì bây giờ cho nó thành cái màu gọi gì nhỉ, cho thành màu đen. Đó. Và nó tiếp xúc tại cái điểm B này gì? Và lưu ý rằng là cái câu chuyện đặt ra trong tình huống này là phải xác định được cái độ dốc của cái đường đẳng phí mới là nó dốc hơn hay là nó thoải hơn để có thể sống còn. Tại vì đề thi nó không phải y hệt như này đâu. Đề thi là người ta yêu cầu đổi trục và thay đổi tình, phải vẽ được đấy, phải hiểu vấn đề đấy. Thì thứ nhất là cái độ dốc của đường đẳng phí mới so với độ dốc của đường đẳng phí cũ thì nó như thế nào? Dốc hơn hay là thoải hơn? Dạ nó dốc hơn. Ừ, dốc hơn. Và câu chuyện vì sao dốc hơn thì bây giờ đây, để thầy khái quát hóa cái tình huống này cái. À, bây giờ cái độ dốc của cái đường đẳng phí á, thì bây giờ một cách khái quát nhé, tất cả ghi lại một cách tổng quát, tại vì là đề thi họ sẽ thay đổi đấy chứ, thay đổi trục là nó lập tức thay đổi ngay, mình phải vận dụng được trong đa dạng tình huống bối cảnh mới chứ không phải như thế đâu. Ghi lại là độ dốc của đường đẳng phí là trừ của px trên phi y nha. Ghi vào, tất cả lớp ghi vào. Đề người ta có biến thể nên phải hiểu và thích nghi được. Chứ không phải là nguyên si đâu. Độ dốc của đường đẳng phí trong cái tình huống ở đây đường đẳng phí đây, trong bài giảng thì thứ nhất hai yếu tố K và N, thì thứ nhất là cái W này là viết tắt của cái chữ wage, tức là cái giá của tiền lương đấy, tức là PL đấy. Còn R là viết tắt của rent, tức là cái giá để thuê một đơn vị vốn, tức là PK đấy. Thì cái gọi là W này
trừ W chia R. Đó chính là cái độ dốc của cái đường đẳng phí. Trừ W chia R là độ dốc của đường đẳng phí. Tuy nhiên cái câu chuyện đặt ra là trừ W chia R là độ dốc của đường đẳng phí khi khi nào? Khi mà lao động nằm trên trục hoành. Còn giả sử nếu lao động mà nằm trên trục tung thì cái độ dốc của đường đẳng phí nó phải bằng bao nhiêu em? Đấy, phải thích ứng được như thế trong đề thi đấy. Không là sai hoàn toàn. Chả có điểm gì. Phải hiểu nó. Chứ không phải là đi chép đáp án của bạn nào đó mà học thuộc được đâu. Phải hiểu chứ. Cái tiếng học này, cái vấn đề phải hiểu là quan trọng. Bây giờ với điều kiện là yếu tố đầu vào lao động là trục hoành thì đường đẳng phí có độ dốc được xác định là trừ W chia R. W là cái này chính là giá của lao động đây, giá của một đơn vị lao động. Em có nghe kịp thầy hỏi không đấy, Trang? Dạ nghe thầy. Ừ. Còn R là giá của vốn. Tuy nhiên nếu mà đề thi họ yêu cầu là căn cứ vào mã số sinh viên, yêu cầu phải đổi trục hoặc là yếu tố đầu vào không còn là lao động mà vốn nữa mà là vốn và nước thải như tình huống vừa nãy thì vẫn thích nghi được nhé. Thích nó thích nghi được không? Dạ được. Hay là người ta thay đổi thế là chịu luôn? Dạ thích nghi được. Ờ thế thì nếu mà tình huống mà yếu tố lao động mà nó ở trên trục tung còn vốn ở trên trục hoành thì cái độ dốc của đường đẳng phí lúc này có còn là trừ W chia R nữa không, mà nó phải thành thế nào? Dạ là trừ R chia W ạ. Ừ, trừ R chia W. Và giả sử bây giờ thầy khái quát một cách tổng quát nhé, thầy không còn là K và N nữa mà thầy tổng quát là XY, X là trục hoành và Y là trục tung nhé. Thì giờ tất cả ghi vào đây, à, xác định độ dốc cách tổng quát ấy. Là trừ PX chia PY. Độ dốc của đường đẳng phí á. Và tùy vào đề thì sẽ biết được là X là cái gì và Y là cái gì nhé. Và tùy vào tình huống, nhưng mà một cách tổng quát thì là trừ PX chia cho PY. Hình dung không? Và trong cái tình huống của mình thì sao nhỉ? Tình huống của mình thì là PX tăng hay PY tăng đấy? Áp dụng một cái phí xả thải á. Dạ PY. PY trong tình huống này là cái gì? Là cái dạ gì đây? Dạ là vốn. Ờ giá vốn có tăng đâu. Tăng cái tử này này là P của cái nước thải này do tính phí xả thải gì? Dạ dạ. Ừ, cẩn thận vào. Nên là PX phải tăng lên, đúng không? Dạ. PX tăng lên thì cái độ dốc này là tăng hay giảm đấy? Dạ tăng. Ờ, thầy đang nói là chỉ tuyệt đối nhé, đúng không? Dạ. Đối. Tuyệt đối sẽ tăng lên, độ dốc tăng lên. Đó. Nên là cái độ dốc của cái đường đẳng phí mới có độ dốc cao hơn trước. Nếu mà trước kia độ dốc nó chỉ là thế này thôi này. Trước kia là độ dốc nó chỉ là bằng tầng này thôi. Đây độ dốc trước kia đây. Tuy nhiên bây giờ cái đường đẳng phí mới thì độ dốc nó dốc hơn rất là nhiều mà như này thì đúng không? Có đúng thế không? Dạ. Đó, mình xác định độ dốc đấy và vấn đề là khi mà đổi trục thì cái độ dốc này nó sẽ tính lại nhé, cẩn thận nhé và vẽ lại đồ thị nhé. Thì đúng không? Dạ. Nó không còn là như này nữa, phải thích ứng, phải hiểu vấn đề. Thế là cứ hiu ấy là thậm chí cho cả phao vào đề thi rồi có vào phòng thi có làm được đâu.
mang cả sách vở vào cũng không làm được, nó không hiểu. Ăn thua là kinh tế học là phải hiểu, không ai thuộc lòng đâu. Một giáo trình đến cả hàng ngàn trang thầy đâu có thuộc đâu. Nếu mà thuộc thì thầy cho 10 điểm luôn, đố thuộc đấy. Ăn thua là hiểu, tư duy rồi đó. Rồi, bây giờ cái đường đẳng phí mới đây, thì bây giờ xác định cái điểm tối ưu này, bây giờ thành cái điểm gì? Dạ là điểm B. À, điểm B là điểm này gọi là đường tiếp xúc nhé, chứ không phải là tiếp điểm đấy, điểm hay là tiếp xúc đấy, chứ không phải là giao điểm đâu. B này là điểm tiếp xúc giữa đường màu xanh và đường màu đen đấy. Thế là tiếp điểm. Và với khi mà áp dụng một cái chính sách về phí xả thải mới thì đường đẳng phí mới là thành cái đường màu đen này, đúng không? Dạ. Yeah. Đây là đường đẳng phí mới. Và với đường đẳng phí mới thì cách thức tổ chức sản xuất của doanh nghiệp tối ưu thông minh ấy, bây giờ nó sẽ là điểm B, đúng không? Dạ. Yeah. Điểm B là điểm thông minh và tối ưu nhất ấy. Còn có những người mà tạo ra mức sản lượng như thế và với đường đẳng phí mới thì lại sản xuất theo cái kiểu này cơ. Ví dụ như sản xuất ở tại điểm H này thì cùng tạo ra mức sản lượng như cũ, tuy nhiên cái chi phí thì sao? Dạ chi phí cao hơn. Chi phí cao hơn rất nhiều so với phương án tổ chức sản xuất theo phương án B. Đó. Nên là điểm B là điểm tiếp điểm và đó là điểm tối ưu đấy. Điểm tổ chức sản xuất thông minh đấy. Và thầy nói kinh tế học suy đến tận cùng vấn đề là phân bổ cách hợp lý. Biết phân bổ là người sẽ thành công. Đối với doanh nghiệp, đối với người tiêu dùng và đối với chính phủ cũng thế thôi. Mà phân bổ tiền vào cái dự án tào lao thì theo em là cái đất nước này có lụi bại không? Dạ có. Ừ đúng rồi. Rất nhiều cái phương án đầu tư cần thiết, tuy nhiên là chính phủ phân bổ tiền cho các phương án đầu tư tào lao thì sao mà phát triển được? Doanh nghiệp thế thôi. Doanh nghiệp mà cùng là với con người đó, với người đó mà không biết tổ chức sản xuất thì sẽ lụi bại đó. Trong một hộ gia đình cũng thế đó. Nếu mà không biết chi tiêu thì dẫn đến cái chuyện mức độ hạnh phúc, mức độ hữu dụng thấp hơn rất nhiều so với gia đình khác. Đấy là bài tập phân bổ. Rồi bây giờ liên quan đến câu gì nữa? Hả? Câu D thầy. Câu D sao? Câu D minh họa điểm B là điểm tối thiểu hóa chi phí khi doanh nghiệp phải chịu chi phí cho việc xả thải xuống sông và nhận xét về công nghệ sản xuất mới. Đây ở đây thì có điểm tốt là trong bài làm chỉ ra là với một cái ký hiệu là trục hoành là nước thải thì nó dốc nhiều tốt này. Đúng không? Dạ. Tuy nhiên nếu mà đổi trục thì nó có phải nhiều hơn không? Dạ không. Căn cứ mã số sinh viên đổi trục thì không phải dốc nhiều hơn đâu, phải cẩn thận. Câu D là điểm B là điểm kết hợp giữa vốn vào lao động tối ưu gì? Tối ưu khi có chính sách về phí xả thải đúng không? Rồi. Và khi mà em nhìn vào cái điểm B thì em thấy nhận xét sao? So điểm A. Điểm B thì dùng nhiều vốn hơn hay là ít vốn hơn so điểm A đấy?
Dạ thưa thầy, là điểm B dùng nhiều vốn hơn so với điểm A và dùng ít nước thải hơn. Ít nước thải hơn, tức là cái phương án tổ chức sản xuất của phương án nó gọi là thế nào nhỉ, nó gọi là eco-friendly, tức là thân thiện với môi trường hơn. Nó thân thiện môi trường hơn so với điểm A gì? Rõ ràng là với một cái chính sách về phí xả thải thì nó tác động đến hành vi tổ chức sản xuất doanh nghiệp, đúng không? Trước kia tối ưu điểm A nhưng bây giờ tối ưu phải là điểm B cơ. Đó. Chính sách kinh tế nó thể hiện qua nó quan trọng đến như thế đấy. Rồi. Câu F thì sao? Dạ, câu F. Tại sao nói mức độ thay thế càng lớn, doanh nghiệp phải trả càng ít? Mức độ thay thế càng lớn được hiểu là khả năng thay thế của vốn cho nước thải càng lớn. Ví dụ là họ có khả năng thay thế phương án A với 10.000 gallon nước thải và 2.000 đơn vị về vốn bằng phương án B với sự giảm đi là còn 5.000 đơn vị nước thải và tăng 3.500 đơn vị vốn thì doanh nghiệp đang trả ít đi. Có nghĩa là doanh nghiệp mà có cái mức độ thay thế càng lớn, tức là có khả năng thay thế của vốn và nước thải khả năng càng lớn thì vấn đề liên quan đến thế nào nhỉ? Doanh nghiệp cái sẽ tiếp cận đến việc tối thiểu hóa chi phí gì? Đó, đấy là cái trình độ của từng doanh nghiệp đấy. Được rồi, câu này như thế vậy là quá kỹ rồi. Vừa là ôn tập từ đủ thứ trên đời rồi. Bây giờ bạn Thảo còn có đâu? Bạn Phan Lê Mai Thảo ấy, có đó. Rồi gọi nhiều lần mà không có mặt là mất cơ hội nhé. Đầu buổi học thầy đã gọi rất nhiều lần rồi. Bây giờ bạn Tâm. Dạ, có em. Cái bài của em ấy thì thầy nhận đây thì có một số vấn đề cần phải trao đổi. Thì bây giờ thứ nhất này em đọc cái đề đi, đọc cái đề cái câu số 9 này xem nào. Câu số 9 là thầy dịch từ cái đề thi gần nhất của các bạn đang du học đấy. Thầy dịch sang bản tiếng Việt đấy. Bản tiếng Anh thì cũng đang có trước mặt này. Dạ, câu số 9 là một số nhà máy sản xuất một nhà máy sản xuất giấy đã thải vào một dòng sông chất thải không thể phân hủy. Công ty ước tính hàm sản xuất của họ là Q bằng 6 kW, trong đó Q là sản lượng giấy hàng năm được đo bằng pound, K là vốn đo bằng số giờ chạy máy và W là nước thải đo bằng số ga lông nước ô nhiễm đổ xuống sông mỗi năm. Các năng suất biên của vốn và lao động được đưa ra như sau: MBK là 6W, MBW là bằng 6K. Công ty hiện phải đối mặt với quy định môi trường trong việc đổ chất thải xuống sông không có quy định. Công ty tốn chi phí 7,5 đô trên một mỗi ga lông nước thải đổ xuống sông. Công ty ước tính chi phí vốn là 30 đô trên mỗi giờ chạy máy. Ngân sách hoạt động cho vốn và nước thải là 300.000 đô la mỗi năm. Câu A là xác định tỷ lệ nước thải trên vốn, W trên K tối. B với ngân sách là 300.000 đô la của công ty nên sử dụng bao nhiêu vốn và nước thải, công ty sẽ sản xuất sản lượng là bao nhiêu.
C. Cơ quan bảo vệ môi trường có kế hoạch áp dụng phí xả thải là 7,5 đô cho mỗi ga lông đổ xuống sông. Giả sử công ty dự tính duy trì sản lượng trước khi áp dụng phí xả thải, công ty nên sử dụng bao nhiêu vốn và nước thải? Công ty sẽ trả bao nhiêu tiền cho phí nước thải? Điều gì sẽ xảy ra với chi phí sản xuất của công ty khi có chính sách phí xả thải? Ừ, rồi. Nếu mà chưa câu số 5 thì là câu tiếp cận cái mô hình giải thích hành vi của nhà sản xuất bằng hình học, thì cái câu số 9 này là tiếp cận bằng toán học, hình dung không? Để nói là bất kỳ trong mô hình nào trong môn kinh tế học thì đều được giải thích thông qua ba cách: bằng trực giác, bằng hình học và bằng toán học. Thì câu số 5 là một câu cũng để tiếp cận vấn đề này bằng hình học, và đây là câu tiếp cận bằng toán học đấy. Thì bây giờ thầy sẽ mở bài của bạn lên để em coi rồi có bình luận gì không? Rồi đọc tôi bình luận đi xem nào. Dạ, câu số 9 A xác định tỷ lệ W trên K tối ưu. Bao nhiêu là theo đề ta có W là bằng 7,5 đô la trên ga lông thải. Đó ổn đấy à? Bài bạn em thấy là làm đúng rồi ạ. Ừ, đọc trình bày từ từ trên xuống dưới đi. Theo đề ta có W bằng 7,5 đô la trên ga lông nước thải, R bằng 30 đô la trên 1 giờ chạy máy. Điều kiện để tối đa hóa chi phí là MBK trên MBW bằng R trên W. Tối đa hóa chi phí, tối đa khác, đây là tối thiểu, đây là tối ưu, đây là nó đây là tối thiểu chứ không phải tối đa. Chi phí ai có tối đa, tối ưu hóa chi phí, hay nói chính xác hơn là tối thiểu hóa chi phí, thì đúng không? Tối đa hóa chi phí thì hỏng rồi. Rồi, đây là điều kiện tối thiểu hóa chi phí đây, đúng không? Tuy nhiên một vấn đề thầy muốn trao đổi đó là khi mà đề thi họ không với các yếu tố đầu vào khác đi và họ yêu cầu là trục tọa độ khác đi thì này thì vẫn phải làm được bằng cách nhớ cái công thức tổng quát sau đây. Nhớ công thức tổng quát nhé. Bây giờ nhớ công thức tổng quát này. Bây giờ muốn thành một cái tổng quát thì là MP. MPX chia cho PX. MPI chia cho PI. Đó, nhớ cái công thức tổng quát này nhá. Và trong tình huống này thì x là cái gì đấy? X trong cái công thức này này. Là Đây này. Đây này. L là lao động trên 1 năm. Ừ. X lúc này là lao động, tức là trục hoành là lao động đó. Và y là cái gì? Y là vốn. À, y là vốn. Ừ, y vốn tức là k. Tuy nhiên cái yếu tố sản xuất trong tình huống của mình thì đâu phải là vốn vào lao động đâu, đúng không? Yếu tố trường hợp của mình x là cái gì? Trường hợp của mình ấy trong cái bài toán vừa lấy á, x thì lúc này không còn là Ít là nước thải à? thải, và y là k gì? Phải nhớ công thức tổng quát này này, đúng không?
Đó, phải nhớ công thức tổng quát đó thì mới thích ứng được. Rồi bây giờ tình huống này thì tỷ lệ phương án tổ chức sản xuất tối ưu làm sao mà cho cái tỷ lệ giữa W chia K bằng 4 thì nó là phương án tổ chức sản xuất tối ưu tối thiểu hóa chi phí gì? Dạ. Rồi đúng rồi. Rồi câu B. Dạ, câu B là phương trình ngân sách C bằng W nhỏ nhân W lớn cộng cho R nhân K Ừ. là Cái này là giá của nước thải này. Còn cái này chính là nước thải gì? dạ. R là giá vốn, giá của đơn vị một đơn vị vốn. Nhân K. Đó. Đây là phương trình đường ngân sách. Rồi đúng. Đây là phương trình số 1. Kết hợp với cái điều kiện này. Điều kiện tối thiểu hóa chi phí là phương trình số 2 này có thấy không? Ừ, từ 1 và 2 thì bắt đầu mới xác định được là phân bổ bao nhiêu cho vốn và bao nhiêu cho nước thải thì đây bạn cần phải chỉnh lại chút cái chỗ này. Cái này là sao nhỉ? Em nhìn thấy sao? Dạ, cái chỗ W2 là phải thay bằng K. Chính xác, cái này là K. Và trong tình huống này thì nó đơn thuần là K1 thôi đúng không? Dạ. Tức là trước khi có chính sách về phí xả thải đấy. Cái này là W1 này. Nó cho bây giờ chạy máy là K1. Rồi. Xong câu B gì? Dạ xong con rồi. Câu C thì như nào? Câu C thì người ta yêu cầu thế nào nhỉ? Dạ Đây. người phải công ty sẽ trả bao nhiêu tiền cho chi phí xả thải và điều gì xảy ra với chi phí sản xuất của công ty khi có chính sách về phí xả thải ạ? Và chú ý rằng là nếu áp dụng phí thải xả thải thì phương án tổ chức sản xuất của doanh nghiệp nó như thế nào? Đây này, có nghĩa là công ty nên sử dụng bao nhiêu vốn và nước thải đấy. Bài toán phân bổ mới đúng không? Dạ. Vì doanh nghiệp sẽ phân bổ theo một kiểu mới để thích ứng với cái chính sách phí xả thải nhằm tối thiểu hóa chi phí của họ. Thì, chú ý là ở đây này, thì thầy dịch cái khúc này này từ cái đề thi gốc của các bạn du học ấy, thì cái từ cái khúc này này. Giả sử công ty là dự định là duy trì mức sản lượng trước khi áp dụng phí xả thải, em đọc câu này em có chút chắc gì không? Có cần thầy giải thích thêm không? Nguyên văn câu này á, là cái đề gốc tiếng Anh á, nó là gọi là maintain its pre-free output, pre-free, phi là phí. Tức là duy trì cái mức sản lượng khi mà chưa có phí xả thải ấy. Đúng không? Dạ. Đó. Maintain cái này. Đó. Thì tức là duy trì cái sản lượng trước khi có phí xả thải. Đó. Nếu mà duy trì cái mức sản lượng như thế thì họ sử dụng bao nhiêu cho vốn và bao nhiêu cho đây nước thải này gì? Dạ. Ừ đó. Và cái phí này là trong trường hợp này nó gọi là gì nhỉ? F full fee, phí xả thải. F full. Đây là phí xả thải. Rồi. Bây giờ xem bài của bạn làm như nào nhé. Bạn xác định là cái gọi là gì? Free free output đây. Tức là sản lượng mà trước khi có cái chính sách phí xả thải nó chính bằng thay vào hàm sản xuất gì? Dạ. 6K1 W1, K1 là gì, W1 thì là gì vừa xác định được rồi. Nó tức là duy trì mức sản lượng là như vậy.
đúng không? Dạ. Rồi, nhà máy sản xuất giấy để duy trì mức sản lượng như thế, nhưng mà bây giờ nếu mà có một chính sách phí xả thải thì xem là doanh nghiệp nó phản ứng kiểu gì. Thì thứ nhất là bạn chỉ ra rằng là cái P của W, tức là cái phí xả thải lúc này nó sẽ là cộng thêm phí, hiểu không? Cộng thêm phí 70,5, nên là bây giờ sẽ là 15 đô trên mỗi galon nước thải gì. Galon thì Google xem nó bằng bao nhiêu lít nhé, cái chuyện đó thì không bàn tới. Và cái vấn đề ở đây là muốn tìm K2 và W2, tức là sau khi có phí xả thải với mức sản lượng vẫn là 600.000 đô này, đây là phương trình số 1 được không? À, cái này bạn ký ở phương trình số 3 này. Rồi bây giờ thì áp dụng cái điều kiện tối ưu hóa. Tối ưu hóa hay là nói chính xác hơn là tối thiểu hóa. Tối ưu thì có thể là tối đa hoặc tối thiểu, nhưng trong tình huống này là điều kiện tối thiểu hóa chi phí. Điều kiện này tương tự như vậy thì sẽ xác định được cái phương trình số 4 này gì? Là về tỷ lệ giữa giữa W và K là phải như thế này thì mới tối thiểu hóa được chi phí. Và bạn xác định được W2 và K2 như vậy là chính xác này. Đúng không? Bây giờ vẫn câu chuyện đặt ra là so với cái trường hợp trước khi có phí xả thải thì W2 nó phải bằng bao nhiêu? Vừa đấy này. W2 bằng 20.000. Đáp W1 ấy mà 20.000. Bây giờ W2 thì bây giờ là chỉ còn 14.141 thôi gì? Tức là nó nhỏ hơn W1. Tức là câu chuyện bây giờ là nước thải thải ra môi trường nó thấp hơn gì? Với chính sách phí xả thải như thế thì doanh nghiệp nó thay đổi cái cách thức tổ chức sản xuất để tối thiểu hóa chi phí của nó. Và nó thải ra ít nước thải hơn đúng không? W1 là 20.000 gì? Bây giờ là chỉ có 14.142 thôi, và như vậy là nó giống như cái trường hợp vừa lấy câu 5 liên quan đến về mặt hình học đấy, tức là cái này gọi là eco-friendly này, thân thiện môi trường hơn đó. Hay là xanh hơn cũng được. Nếu bạn nào thi IELTS thì cùng một vấn đề phải biết hàng năm bảy cách diễn đạt khác nhau chứ không phải nạp từ đâu. Hoặc là gì? Environmental đều có nghĩa như nhau hết. Cùng một vấn đề có năm bảy cách diễn đạt thì gọi thì mới mới thi IELTS mới điểm cao được chứ. Có một từ nạp lại hoài. Rồi tiếp đi, đọc phần này xem nào. Vậy công ty nên sử dụng 7.071,678 vốn và 14.142,1256 nước thải. Công ty phải chi trả phí nước thải là Đó là ga galon. lông. Rồi. Công ty phải Cái chi này trả. là do chạy máy. Đúng không? Rồi, và công ty phải chi trả cái này gọi là effluent free á. Công ty phải chi trả chi phí nước thải là 7,5 nhân cho 14.142,1256. 7,5 đô trên một gan lông, và bây giờ thải ra tần này gì thì phải trả tần này gì, đúng không? Dạ đúng rồi. Đó. Thế là tiếp cận bằng toán học ấy, thì nó cùng một vấn đề nhưng có hai cách tiếp cận bằng hình học và bằng đại số. Rồi được rồi, như vậy là tốt rồi. Bây giờ hai em ấy thì thầy sẽ công bố một cái có file theo dõi đây rồi. Hôm nay là có em và bạn Thu Trang trình bày nên là có lợi thế. Còn bạn Thảo bạn ấy không vắng này là cũng thiệt thòi. Bây giờ thầy công bố điểm này, em đánh máy và phần chat để cho tất cả
nắm vấn đề cái đánh máy phần chat, cái công phần công bố điểm từng bạn trong hai buổi vừa qua ấy. Đúng không? Đánh máy nhá, Tâm. Dạ. Đánh máy vào phần chat để công bố điểm khuyến khích. Thứ nhất là trong cái buổi trong cái buổi trước đó đấy, có hai buổi thì cái buổi đầu tiên đấy thì thứ nhất là bạn Nhật Trinh này, bạn Cẩm Tiên em ghi vào. Được chưa? Dạ rồi. Bạn Nhật Trinh, bạn Cẩm Tiên này, bạn Minh Tuyền này, bạn Cẩm Tú, bạn Hà Thi này. Bạn Minh Tuyền, bạn Cẩm Tú, bạn Hà Thi. Dạ rồi. Bạn Phương Thảo, bạn Thúy Nhi. Phương Thảo, bạn Quý Nhi ghi kịp không? Dạ rồi. Bạn Hoàng Trâm, bạn Thanh Thủy. Dạ rồi. Bạn Như Ý, bạn Bạch Yến. Dạ rồi. Ừ. Bài làm thì đều hầu hết là làm được một câu. Đối với lớp khác thì thầy trường hợp này thì chỉ ghi nhận là mức độ tích cực và rất tốt, là hình thức ghi nhận khá cao đấy. Tuy nhiên bây giờ thầy để tạo động lực ấy, thì đối với lớp này thì các bạn này thì trong cái buổi này thì thầy ghi nhận tuyệt đối 3 sao. Nhá. Đấy là xong một buổi. Còn cái buổi gần đây nhất thì giờ thầy công bố. Được. Ừ. Thứ nhất là Minh Tâm này, Bạch Yến này. Ừ, thứ nhất là Minh Tâm, Bạch Yến này, Như Ý này, Ý Nhi này. Ừ. À, ghi nhận là mức độ tích cực và rất tốt. Bạn Uyển Nhi và bạn Hoàng Trâm ghi mức độ tích cực và tốt. Thực ra thì với bài làm như này thì nó ghi ở mức độ tích cực thôi, nhưng mà thầy đang tạo động lực đấy. Ừ. Tích cực cộng tốt, Uyển Nhi và Hoàng Trâm. Rồi các bạn sau là ghi nhận 3 sao này. Bạn Phương Thảo, bạn Anh Thư, bạn Bảo Trân, bạn Minh Nhật và bạn Ngọc Phượng. Bạn Mai Thảo, bạn Thu Trang. Còn thầy trong file Excel thầy thì thầy đang theo dõi, thứ nhất là hôm nay là có Mai Trang và em.
là trình bày. Thì thầy sẽ công bố cái vấn đề về xét miễn thi sau nhé. Còn đây là ghi nhận sau thì các em vẫn được ghi nhận bình thường như các bạn khác. Dạ. Rồi, thế nhé. Kết thúc buổi học này. Muộn rồi. Rồi chào con lớp nhé.